Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ứng viên đầu tiên. Xin mời. Ứng viên Ngô Hiệu, 44 tuổi, là cử nhân kỹ sư điện, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn, phân tích và đánh giá đối thủ, từng đảm trách các vị trí như Phó Giám đốc Kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh. Kinh doanh đối với tôi nó như là một dòng máu, nó đi nuôi cơ thể. Chính vì thế cho nên dù có trong những cái thăng trầm khó khăn như thế nào thì tôi vẫn luôn tìm ra cái định hướng, cái chiến lược phù hợp để đưa cái kế hoạch của mình đến bến bờ thành công. Và tôi luôn tin rằng là ngày mai sẽ là tươi sáng hơn ngày hôm nay. Với quan điểm không bao giờ lùi bước, cùng xem tại cơ hội cho ai, ứng viên Ngô Hiệu sẽ thể hiện điều đó như thế nào ngay sau đây nhé. Xin chào sáu sếp, xin chào chú Lại Văn Sơn và xin chào khán giả trong trường quay và xem truyền hình. Tôi tên là Ngô Hiệu, năm nay tôi 44 tuổi, tôi đến từ Thái Nguyên. Công việc hiện tại của tôi là phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Ưu điểm của tôi là tôi luôn luôn là người lắng nghe, tiếp thu cái mới và hạn chế nhược điểm, và người có tính kỷ luật cao trong công việc. Tôi luôn nghĩ rằng là gừng càng già càng cay và tài nguyên lão nó là vô tận. Hôm nay tôi đến với chương trình, tôi muốn rằng là có một sự bứt phá trong công việc. Nếu tôi được lựa chọn ấy, thì tôi nghĩ rằng là tôi là một người giúp việc đắc lực trong mảnh ghép còn thiếu của các sếp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ứng viên thứ hai. Xin mời. Ứng viên Nguyễn Văn Nghệ, 37 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, từng đảm trách các công việc như phó đạo diễn, diễn viên, dàn dựng chương trình, tổ chức sự kiện, là một người quyết tâm trong công việc, đúng giờ và siêng năng. Quan điểm của tôi trong công việc đó, tất cả mọi thứ phải chuyên nghiệp, từ khâu chuẩn bị cho đến khâu thực hiện. Hy vọng rằng mình tới đây mình sẽ có một cơ hội cho bản thân mình. Biết đâu cơ hội đó sẽ thay đổi cuộc sống của mình và mang lại cho mình nhiều điều hạnh phúc trong tương lai. Với quan điểm học hỏi càng nhiều càng tốt, sau thời gian khá dài làm nghệ thuật độc lập, giờ đây ứng viên Nguyễn Văn Nghệ muốn tìm một công việc ổn định hơn, phù hợp với chuyên môn tại chương trình. Chúng ta cùng xem Nguyễn Văn Nghệ có đạt được mục tiêu này hay không nhé. Xin chào anh Lại Văn Sâm, xin chào sáu sếp, xin chào tất cả các bạn khán giả. Tôi xin được giới thiệu, tôi Nguyễn Văn Nghệ, phó đạo diễn mảng phim truyền hình và điện ảnh Việt Nam. 15 năm qua, khoảng thời gian mà tôi tham gia trong cái lĩnh vực này, cho đến bây giờ thì tôi vẫn là người của tự do trong công việc. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi muốn thay đổi mình. Tôi muốn một điều gì đó, tôi muốn một ai đó làm chủ tôi. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đến với cơ hội cho ai. Tôi biết rằng trong tất cả công ty của các sếp đây đều có phòng truyền thông. Tôi muốn ứng một vị trí của mình trong phòng truyền thông của tất cả quý vị. Nếu như quý vị có tôi, quý vị sẽ có kinh nghiệm, có sự chuyên nghiệp và có một lòng nhiệt huyết. Và một lần nữa ngày hôm nay tôi đến đây với cơ hội cho ai, mong ai đó cho tôi một cơ hội. Có cái gì đó lạ lạ trong cơ hội cho ai. Lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc với một đạo diễn, cũng là lần đầu tiên một phó giám đốc 44 tuổi đã đến với chúng tôi. Đây là một tín hiệu rất vui cho chương trình Cơ hội cho ai, bởi vì sức lan tỏa của nó đã rộng. Tất cả mọi người đều có thể muốn đến đây để tìm kiếm một cơ hội. Hai ứng viên thật là đặc biệt, đúng không? Tôi tin rằng các sếp ở đây cũng khá là ngạc nhiên, cũng giống như tôi vậy. Tôi nhắc lại, đây là anh Ngô Hiệu và đây là Nguyễn Văn Nghệ. Trông cũng rất nghệ đúng không ạ? Xin mời các sếp ạ. Anh Nghệ cho mình hỏi là anh đã làm việc với các doanh nghiệp để sản xuất những cái sản phẩm cho doanh nghiệp chưa? Nghệ ít là, mà gần như là chưa. Nghệ chỉ là bên cái mảng làm phim là chủ yếu. Ví dụ như quay quảng cáo là anh đã làm chưa? Dạ có rồi, cái đó là quảng cáo. Nhưng mà làm trực tiếp cho doanh nghiệp á, tức là người ta mời mình về làm thì chưa. Tôi đến đây không có ý định là tuyển cái vị trí này, nhưng mà thấy cái CV của anh thật sự rất là phù hợp. Tôi đã làm việc rất là nhiều nghệ sĩ, cái cách làm việc của các bạn rất là khác. Đối với một doanh nghiệp thì chúng tôi rất cụ thể là cần cái thông điệp như thế nào. Và cái kinh nghiệm của tôi là các bạn sáng tạo có nhiều khi rất là bốc đồng, vì cái ý tưởng sáng tạo của tôi mà anh cứ sửa hoài. Khi mà gặp những cái sự xung đột về ý tưởng sáng tạo, anh đã gặp bị chưa và xử lý như thế nào? Cái đó thì chúng tôi gặp thường xuyên ạ. Giữa nhà sản xuất, bên chỗ thi công như tụi tôi thì luôn luôn phải có những cái sự mà đấu tranh. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải đến một cái chốt hạ rằng là chọn cái phương án nào mà tối ưu nhất. Với bản thân tôi thì tôi luôn luôn tôn trọng khách hàng. Người ta được quyền đưa ra ý tưởng, chúng tôi đưa ra ý tưởng, hai cái gặp lại nhau sẽ đi đến một cái thỏa thuận mà chung nhất và hiệu quả nhất cho cả hai bên ạ. Anh đang sống ở
Sài Gòn hay Hà Nội? Ở Sài Gòn à? Văn phòng của chúng tôi ở Hà Nội. Chắc phải dọn ra ngoài đó ở. Dạ tôi hỏi anh Hiệu. Cả hai câu hỏi liên quan đến hồ sơ. Là cái thứ nhất là công việc hiện tại á, anh vẫn đang còn làm không? Hiện tại thì tôi vẫn đang làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh cho một đơn vị vận tải hành khách bằng đường bộ. Anh vừa làm giám đốc kinh doanh mà anh cũng làm vị trí nhân sự và cũng là trưởng ban giám sát nội bộ. Thì nếu mà vừa làm giám đốc kinh doanh, vừa làm giám sát nội bộ thì giống như là vừa đá bóng vừa trọng tài. Cái công việc mà từ năm 2016 mà đến năm 2018 mà tôi đảm nhiệm, khi đó thì là cái nhân sự bị thiếu hụt, thì lúc đó thì cái kiêm nhiệm của tôi là có. Nhưng mà với tôi ấy, thì bất kể một góc độ công việc nào thì mình cũng nên rõ ràng và rành rọt để làm sao đối với người lao động ấy, người ta khi được nghe và người ta được truyền tải, người ta thấy rằng là cái việc đó đúng và sai. Bây giờ thì chúng tôi dành thời gian để sáu sếp và khán giả trong trường quay bình chọn cho các ứng viên. Thời gian bình chọn bắt đầu. Chúng ta đã có kết quả bình chọn và chúng ta sẽ xem kết quả cuối cùng là gì. Xin mời. Tuyệt đối 7/7. Xin chúc mừng Nguyễn Văn Nghệ.